Rồi, ok. Các bạn lưu ý giùm Vinh nha. Ví dụ như một chiếc điện thoại iPhone như thế này. Chúng ta bật điện thoại lên và chúng ta vào phần cài đặt. Rồi. Đó là bước 1. Khi vào cài đặt rồi thì các bạn kiếm cho Vinh cái mục Bluetooth. Đây. Và rồi, hôm nay thì rất là may mắn. Tại vì iPhone của chúng ta lâu lâu nó sẽ có, lâu lâu nó sẽ không. Nó sẽ hiện cái dòng chữ như thế này. Đó là cho phép kết nối với các thiết bị mới. Xin chào các bạn. Hôm nay lại là một ngày trực và chúng ta lại trở lại với Vinh trong các chuyên mục hàng tuần về hướng dẫn sử dụng cái tính năng cũng như là cách để các bạn vận hành chiếc xe Mercedes-Benz như thế nào. Ngày hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là cách để kết nối điện thoại iPhone vào trong cái Bluetooth của xe và cái cách để chúng ta ghim USB trên cái phần giải trí đa phương tiện, hay còn gọi là media, cái mục media ở bên trong xe C, CE và cái dòng xe S với cái giao diện là touch bar cảm ứng và nấm xoay. Thì để hiểu hơn về cái chủ đề này thì Vinh và các bạn sẽ cùng đi vào xe để chúng ta thực hành thực tế trong video clip lần này nhé. Cùng với Vinh đến với phần hướng dẫn nào. Và bây giờ trên tay Vinh đang là chìa khóa của chiếc xe mà Vinh sẽ lấy làm mẫu ngày hôm nay, là mẫu xe C200 Exclusive. Để chúng ta bắt đầu đi vào xe với Vinh nè, quay camera lại nha. Trên tay là chìa khóa, còn ở trong bao, rất là mới tinh luôn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng chiếc xe này, là mẫu xe C200 Exclusive với mâm đa chấu, cùng với mặt thiết kế là thiết kế hình tấm khiên truyền thống của Mercedes, logo đính cổ điển. Rồi, đó là sơ bộ về chiếc xe thôi. Còn chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào phần nội thất bên trong. Chìa khóa chúng ta mới mở ra và vào xe. Cái phần mà mình muốn nói tới ở đây sẽ là, đầu tiên các bạn chú ý giúp mình cái khu vực này nha. Thì nãy mình có liệt kê một số dòng xe là C, E hoặc là F. Có nghĩa là các cái dòng xe mà các bạn thấy chiếc xe đang sử dụng những cái giao diện mà có cái phím xoay như thế này ở đây. Và chúng ta có cái cảm ứng ở đây cùng với cái màn hình. Nằm trên vị trí này chưa phải là màn hình cảm ứng như là cái MTG của các dòng GLC. Thì cái clip ngày hôm nay sẽ hướng dẫn cho những cái chủ đề như vậy. Đó, và chúng ta tiến hành nổ máy xe lên nào. Rồi, sau khi nổ máy xe lên thì đầu tiên chúng ta tới với cái phần là cách để các bạn kết nối điện thoại iPhone vào bên trong xe Mercedes. Còn nếu mà điện các bạn đang xài Samsung hoặc là Android thì Vinh sẽ làm ở một cái video sau. Còn hôm nay chúng ta sẽ kết nối bằng điện thoại iPhone và thử USB ở bên trong xe. Tại sao mình chọn chiếc xe này? Vì chiếc C200 SLC của chúng ta, ngoài cái giá nó rất là phải chăng ra, nó khoảng tầm 1,8 tỷ lăn bánh, thì trên chiếc xe này nó còn có cái hệ thống loa trứ danh của Mercedes là loa Bermester. Nên chúng ta sẽ dùng chiếc xe này để thử là tuyệt vời nhất. Ok, còn bây giờ chúng ta đến với phần dùng điện thoại kết nối với xe nhé. Rồi, ok. Các bạn lưu ý giùm Vinh nha. Ví dụ như một chiếc điện thoại iPhone như thế này. Chúng ta bật điện thoại lên và chúng ta vào phần cài đặt. Rồi. Đó là bước 1. Khi vào cài đặt rồi thì các bạn kiếm cho Vinh cái mục Bluetooth. Đây. Và rồi, hôm nay thì rất là may mắn. Tại vì iPhone của chúng ta lâu lâu nó sẽ có, lâu lâu nó sẽ không. Nó sẽ hiện cái dòng chữ như thế này. Đó là cho phép kết nối với các thiết bị mới. Và chúng ta phải bấm OK nha, bấm vào cái chữ xanh xanh này. Rồi chúng ta bấm vào đây. Rồi khi chúng ta đã cho phép rồi, chúng ta tạm thời đặt cái điện thoại xuống. Bây giờ tới phần vào xe. Vào xe thì chúng ta, nếu mà các bạn phát hiện trên xe chúng ta sử dụng cái giao diện này nha, thường thì sẽ có một cái phím nhanh. Chúng ta bấm nhanh luôn vào media. Rồi khi vào media thì các bạn nhìn thao tác tay giúp Vinh. Mình sẽ bấm ở đây cũng được, hoặc là các bạn bấm ở đây cũng được luôn. Có nghĩa là có hai kiểu đối với cái giao diện này, các bạn bấm trên touchpad và bấm trên con lăn đều được. Rồi khi vào xe thì giao diện media nó sẽ hiển thị lên như thế này. Đó, kết nối thiết bị phát chúng ta chọn vào đây nhá. Thì hai nút bấm đây rồi, và bấm vô lăn cũng được luôn, touch control, các bạn sẽ bấm vào đây cũng được. Rồi chúng ta bấm vào, thì khi bấm vào nó hiện lên giao diện là quản lý các thiết bị. Nó sẽ hiển thị tất cả các thiết bị đã từng kết nối với chiếc xe của chúng ta. Và chúng ta lưu ý là khi đã kết nối rồi á, thì chúng ta mới chọn cái dòng kết nối lại. Còn nếu là kết nối lần đầu tiên,
chúng ta chọn kết nối thiết bị mới và chúng ta bấm OK. Rồi khi vào nó có ba dòng là thiết lập kết nối thông qua NFC là không dây của cái thiết bị Android. Tìm kiếm trên thiết bị có nghĩa là mình dùng điện thoại để mình tìm xe, nhưng cách nhanh nhất và tối ưu nhất là các bạn tìm kiếm dùng xe để tìm cái điện thoại là nhanh nhất. Đó là khởi động tìm kiếm trên hệ thống mục đầu tiên. Chúng ta bấm vào. Đó, thì lúc này chiếc xe của chúng ta, và lưu ý nha, điện thoại của chúng ta nè, ví dụ như là điện thoại của Vinh nó đang ở chế độ khóa như thế này là không tìm được. Chúng ta phải mở điện thoại lên, để vào cái giao diện Bluetooth như thế này nè. Đó, thì chiếc xe lúc đó mới tìm lại và chúng ta phải đi ra và chúng ta bấm lại hai dòng này để tìm lại. Khi cái điện thoại nó mở lên như thế này nè các bạn. Đó, đó là nó hiện lên chữ Vinh Trương này, đó là tên của cái thiết bị điện thoại của Vinh. Đến lúc này thì chúng ta lại bấm vào Vinh Trương. Chiếc xe sẽ hỏi cái điện thoại một câu lệnh. Đây các bạn đợi nha. Rồi. Yêu cầu ghép đôi Bluetooth với cái mã này, chúng ta thấy mã giống trên màn hình và chúng ta chọn nút ghép đôi. Và khi ghép đôi xong thì chiếc xe sẽ hỏi cho chúng ta là cho phép đồng bộ hóa tất cả các gì mà bạn hay xài ở trên cái điện thoại để chiếc xe nó có thể hiểu xe cái điện thoại của chúng ta hơn. Thì chúng ta bấm vào cho phép hoặc từ chối là tùy các bạn. Nếu chiếc xe này là mình sử dụng một mình thì mình có thể bấm cho phép. OK. Đó, mình sẽ bấm từ chối ha. Đến lúc này công việc của chúng ta gần như là hoàn thành 100% cái quá trình kết nối Bluetooth. Và bây giờ Vinh sẽ bật thử một cái đoạn âm thanh để chúng ta cùng nghe nhé. Ta sẽ phát nhạc, phát YouTube hay phát bất cứ cái gì bằng âm thanh sẽ thông qua Bluetooth. Và đây là cái chế độ mà như Vinh nói lúc đầu clip là các bạn sẽ dùng để đi những cái con đường gần, chúng ta sẽ không dùng để đi xa. Đó, rồi bật thử một đoạn nhạc coi. Đó. Rồi. Miễn sao là nhạc là được nha mấy bạn. Đó. Rồi, đó là Vinh đã thông qua cái phần mà kết nối Bluetooth trên điện thoại. Thì sẵn đang ở cái phần kết nối Bluetooth đó, thì chúng ta sẽ thêm vào một cái mục là cách để các bạn edit, chỉnh âm thanh và chỉnh các tùy chọn tác vụ bên trong cái bộ phận giải trí của chiếc xe với cái giao diện này như thế nào. Và sẽ tiếp tục theo dõi màn hình cùng với Vinh. Thì ở đây, khi ở cái giao diện Media, bây giờ Vinh thoát ra ngoài lại này. Đó, chúng ta sẽ dùng cái thay vì phải chọn phải kiếm thì chúng ta sẽ dùng phím nhanh. Chúng ta bấm vào Media, vào cái giao diện này. Chúng ta có thể thao tác luôn trên nút này cũng được, hoặc là ở dưới cái vị trí touchpad như thế này. Mình sẽ thao tác trên tay thì để các bạn dễ trực quan hơn nè. Chúng ta lưu ý giùm mình cái ngón điều khiển control, chúng ta kéo qua bên trái. À, chúng ta kéo qua bên phải. Thì khi kéo qua bên phải chúng ta có các mục như thế này. Đó, chúng ta sẽ có cái mục tìm kiếm điều khiển phương tiện gì đó, và các bạn chỉ cần quan tâm đầu tiên cho mình là nguồn. Nguồn có nghĩa là các bạn sẽ phát âm thanh thông qua cái nguồn nào. Nguồn này là Bluetooth là mình đang chọn, hay là thẻ nhớ, hay là USB. Và trên xe chúng ta có 3 cộng USB thì chúng ta sẽ chọn. Thì cái này xíu nữa tới cái mục USB mình sẽ nói tiếp. Còn về phần âm thanh,
Khi mà xuống về về phần âm thanh á thì chúng ta sẽ có được các tùy chọn như thế này. Rồi tạm thời là chúng ta quay về Bluetooth này. Về âm thanh, các bạn sẽ có nhiều cái mục chỉnh ở đây. Chức năng hiệu chỉnh âm có nghĩa là chúng ta sẽ chỉnh âm trầm, âm bổng và âm trung bình ở trong các đoạn nhạc, tùy theo cái sở thích nghe nhạc của từng người mà chúng ta có thể điều chỉnh hóa cá nhân cái phần này. Rồi chỉnh lên chỉnh xuống, rồi cũng là con lăn xoay lên xoay xuống hoặc là cảm ứng cân bằng và điều chỉnh âm lượng cũng là một tính năng rất là hay ho. Các bạn hãy nhìn phím touchpad này, chúng ta kéo như thế này nè, kéo lên xuống qua lại và giữa đó. Thật ra mục này là chúng ta chuyển loa thôi chứ không không có gì là đặc sắc, nhưng mà cái độ dồn âm thanh của một cái loa bên thấy ở trên MIDI rất là tốt. Khi chúng ta chuyển như thế này thì nó tạo không gian, ví dụ như đây là một bài nhạc không có đúng với cái gu của các bạn nghe, các bạn có thể kéo ra cho hai cái ông ngồi bên đây nghe, hoặc là các bạn kéo hết ở đằng sau nghe, chúng ta vẫn sẽ nghe thôi, nhưng chúng ta sẽ không nghe cái giao diện nhạc nó trực trực diện quá, nó không có khó chịu cho chúng ta. Cân bằng và âm lượng tự động có nghĩa là các bạn nên check cái tính năng này, vì mình sẽ quay video lại để mình nói chuyện cho nó dễ đó. Các bạn nên check cái chỉnh âm lượng tự động, vì cái tính năng này nó giúp cho chúng ta, ví dụ như cái đoạn nhạc lúc nãy Vinh nghe đang là maximum ở trong xe, nhưng khi Vinh tắt máy đi ra ngoài và Vinh quay lại, nếu Vinh không bật cái chỉnh âm lượng tự động này lên á thì chiếc xe nó sẽ phát tiếp cái âm lượng đó, nó làm cho chúng ta giật mình hoặc là cảm thấy khó chịu. Khi mà đang đang tự nhiên đang im đang lành cái là làm một cái bùm nhạc không là rất khó chịu. Nên là cái chỉnh âm lượng tự động này nó sẽ giúp cho âm thanh tăng từ 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 lên, có nghĩa là từ nhỏ tới lớn cái kiểu nó như vậy đó. Hoặc là rồi chúng ta tới cái mục tiếp theo là cái mục âm thanh nổi, có nghĩa là âm thanh surround sẽ chạy vòng vòng nếu các bạn nghe những cái bài nhạc sôi động, và các bạn sẽ chọn cái âm thanh chìm khi như chúng ta nghe những cái bài nhạc nó sâu lắng một xíu đó. Rồi ở đây chúng ta đi tới một cái mục cuối cùng là cài đặt âm thanh khác. Thì trong đây chúng ta có thông báo dẫn đường, chúng ta sẽ chỉnh các cái kiểu mà khi chúng ta sử dụng cái bản đồ đấy, phản hồi của hệ thống âm lượng dòng nó phát ra đó, là khi chúng ta có một cái trợ lý ảo bên trong xe, chúng ta sử dụng điện thoại và cái hệ thống hỗ trợ độ xe chủ động, âm cảnh báo nó có kêu hay không, nó như thế nào, đó là cái kiểu của chỉnh âm thông qua Bluetooth. Và chúng ta có phần tùy chọn như đây thì thật ra cũng cơ bản thôi, thật ra quan trọng nhất vẫn là về âm thanh và cái nguồn phát của media, như là các bạn cách cái nó Bluetooth. Nó là xong một mục. Bây giờ chúng ta đến với Vinh ở cái mục thứ hai trong chương trình lần này nhé, đó là kết nối chiếc iPhone bằng dây Lightning để sử dụng cái Apple CarPlay bên trong chiếc xe này. Cùng với Vinh đi nào. Đến với phần thứ hai trong cái video lần này thì là kết nối dây Lightning vào bên trong để chúng ta sử dụng thiết bị Apple CarPlay ở trên chiếc xe của chúng ta. Thì chúng ta sẽ kết nối như thế nào? Đầu tiên thì dành cho những ai mà lần đầu tiên mới làm quen với cái Apple CarPlay á, thì các bạn không cần phải bật bất cứ một cái gì gì đó đó ở trên cái điện thoại của chúng ta, Bluetooth, Wi-Fi hay cái gì đó chúng ta không cần bật. Nhưng mà có một số lưu ý dạo này gần đây bên đây thấy, đó là chiếc điện thoại iPhone 12 có một cái mục khá là đặc biệt. Khi các bạn kết nối CarPlay vào xe thì chúng ta phải bật cái vị trí, cái định vị lên chúng ta mới kết nối được. Còn hiện tại ở cái điện thoại của Vinh đang là cái iPhone 11 thì Vinh không cần bật bất cứ một cái gì lên cả, mình cứ để trắng trắng như thế này và mình ghim dây, xe sẽ tự hỏi. Bây giờ cùng với Vinh thử nào. Đầu tiên của cái việc kết nối Apple CarPlay thì các bạn lưu ý giùm Vinh, nhìn trên cái cổng USB của xe mình á, mà chiếc xe nào có cái cổng có cái hình như thế này, điện thoại iPad này ghim vào này, còn cái cổng USB còn lại thì không có ghi như vậy đâu. Đây đây là cái cổng USB còn lại ở vị trí này đó, các bạn thấy nó không có cái hình đó đâu. Nhưng mà cái vị trí nào mà có cái dấu hiệu này là cái vị trí để chúng ta ghim dây CarPlay vào. Đầu tiên thì chúng ta ghim một cọng dây vào điện thoại
Và bây giờ chúng ta ghim cái cáp USB vào đúng cái khu vực CarPlay. Khi ghim cái điện thoại chúng ta sẽ hiện lên như thế này. Đó. Các bạn ghim vào là sạc rồi này. Nha. Và với chiếc xe mà nếu như là lần thứ hai, lần thứ ba các bạn xài rồi thì các bạn phải vào ở đây là phần menu. Xin lỗi mọi người, mình sẽ tắt cái chuông điện thoại đi cho nó đỡ ồn. Rồi mình sẽ vào phần menu chính. Chúng ta kéo đến cái khu vực đây, cái mục này, kết nối nha. Rồi khi bấm vào kết nối, chúng ta sẽ có là Apple CarPlay, các bạn chọn vào đây giúp Vinh và check vào cái mục là tự động khởi động, có nghĩa là khi các bạn ghim dây vào là tự động sẽ hỏi. Giờ Vinh sẽ làm lại, ghim vào sẽ hỏi đây để tối ưu mà sẽ truyền bạn thuận tiện. Rồi một số dặn dò gì đó chúng ta không ấy, và chúng ta bấm vào mục chấp nhận và khởi chạy. Ok, khi bấm vào như vậy thì điện thoại sẽ hỏi nè, cho phép CarPlay với MB khi điện thoại bị khóa. Đó, danh bạ và điện thoại của các bạn sẽ xuất hiện trên màn hình và bấm cho phép. Rồi khi chúng ta đã đến với cái giao diện CarPlay rồi đó, Vinh đặt một cái trường hợp là tính năng đơn giản nhất là tính năng dẫn đường chúng ta có thể chỉnh bằng điện thoại hoặc chỉnh bằng trên đó, nhưng thường thì chúng ta không có màn hình cảm ứng, chúng ta chỉnh bằng điện thoại là dễ hơn. Chúng ta sẽ tìm đường đi, ví dụ như là điểm đến của Vinh sẽ chọn là điểm về. Vinh chọn là từ công ty của Vinh là 333 điện vụ, Vinh đi về nhà như thế nào, và chúng ta bấm bắt đầu. Đó, lúc này thì ở trên cái ông điện thoại ông không có hiện cái hình bản đồ lên, mà thay vào đó cái hình bản đồ nó đã hiện lên đây rồi. Ở đây thì chúng ta cũng dùng các phím đa phương tiện, chúng ta chuyển về một bản đồ. Đó, các bạn sẽ thấy là nó chuyển về cái ông trên đây để ông hướng dẫn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta chỉ đi theo cái hệ thống dẫn đường này là xong. Rồi chúng ta muốn di chuyển thì chúng ta di chuyển bằng các phím chuyển hướng trên đây. Đó, để chúng ta xem thử cái khu vực mình đang đi nó như thế nào. Rồi, ok. Về cái quan trọng nhất mà các bạn hay hỏi là bản đồ dẫn đường, chúng ta có thể set up trong điện thoại và bấm điểm đến và chúng ta di chuyển thôi. Cái chấm này nó sẽ di chuyển theo xe của chúng ta, các bạn yên tâm. Rồi cái thứ hai, chúng ta tìm sẽ điều khiển bằng Siri. Siri có nghĩa là chúng ta kêu điện thoại, hey Siri. Các bạn phải bật Siri lên nha. Đó, ông Siri của cái điện thoại ông sẽ lên đây ông ạ. Chắc là các bạn sử dụng iPhone, các bạn không lạ lùng, không lạ lùng với lại cái gọi là trợ lý ảo Siri đúng không? Hey Siri, how is weather today? It's currently cloudy and 30 degrees. Expect thunderstorms starting in the afternoon, then rain tonight. Temperatures are heading down from 30 degrees to 26 this afternoon. Đó, mình mới hỏi Siri về thời tiết của ngày hôm nay như thế nào, cũng như là các ứng dụng như thế này. Khi các bạn bấm vào cái mục này á, đây là các ứng dụng trong điện thoại của các bạn, nó sẽ hiện lên trong xe nè. Về điện thoại, đó, nó sẽ tìm cái cuộc gọi gần đây của các bạn. Đó, ví dụ như là đó, các bạn có thể gọi ai thì bạn xem ở đây. Rồi tiếp theo chúng ta tới danh bạ, các bạn cũng có thể tìm đó, bàn phím rồi thư thoại gì đó, các bạn có thể thoải mái thao tác ở cái mục điện thoại. Rồi chúng ta tới bản đồ thì mới xem rồi đúng không, tin nhắn các bạn có thể check luôn trên đây. Đó, nó hơi phức tạp. Jan, what do you want to say? Yes. How are you today? Your message to Jan says, how are you today? Ready to send it? Send. Okay, it's sent. Đó,
là cái tin nhắn của Vinh gửi cho bạn Giang này, cái tin nhắn của Vinh gửi cho bạn Giang này đã đi rồi. Đó là một kiểu. Rồi chúng ta tới cái mục đang phát, thì ở đây là xe sẽ thấy được là đang phát nhạc cái gì đó, nó sẽ bay tới Mercedes. Ở trong cái mục này là chúng ta quay về ra ngoài màn hình lại, đúng không? Và khi lỡ bấm trúng cái mục Mercedes mà các bạn không có muốn ra ngoài á, thì bạn sẽ coi chỗ này, cái vị trí Apple CarPlay, các bạn vuốt lên thì chúng ta sẽ check được. Ok, và chúng ta tới với cái phần tiếp theo là cái phần lịch đó. Nếu trong điện thoại của các bạn có cài một cái sự kiện gì đó thì chiếc xe sẽ nó sẽ thông báo, chiếc xe nó sẽ thông báo cho chúng ta về cái thông tin lịch. Rồi về cài đặt, chúng ta có thể cài đặt nhiều mục là không làm phiền khi lái xe. Hôm nay mình làm cái video nó hơi dài nhưng mà nó khá là chi tiết, mong là các bạn chịu khó xem cho nó hết để chúng ta có thể sử dụng chiếc xe nó dễ dàng hơn. Đó, chúng ta có thể cài giao diện nè, các bạn không thích cái màu kia thì các bạn đổi mấy cái màu này cho nó đặc sắc. Đó, kiểu như vậy. Và chúng ta đặt cái này giống như là wallpaper. Ok, đó là cái mục không làm phiền khi lái xe, là chúng ta sẽ kích hoạt đó, trả lời tự động tin nhắn cho bạn hay là hôm nay như thế nào. Rồi tiếp theo thì chúng ta tới với cái mục Google Maps, cũng đã tới rồi, Geneva rồi. Và giao diện của CarPlay nó sẽ như thế này, và lúc này cái điện thoại của chúng ta sẽ được sạc pin, và có thể thấy là điện thoại của mình đang sạc thông qua cọng dây này và rất là nhanh. Đây là tính năng của CarPlay. Chúng ta cùng đến với cái phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, đó là kết nối cái giao diện này của Mercedes với USB. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào nhé. USB để nghe nhạc đấy. Đi với bên nào, tới phần cuối cùng. Ok, và bây giờ chúng ta tới với bên nào, phần cuối cùng ở trong cái video lần này là cái phần kết nối USB nghe nhạc với chiếc xe. Thì thật ra cái USB này nó khá giống với là cái Bluetooth, và điều đầu tiên để các bạn phải cần khi mà chúng ta kết nối USB với xe Mercedes là cái gì? Chắc chắn là một cái USB rồi. Không, đó là đùa vui sau những cái phút giây nãy giờ mình hướng dẫn nó khá là căng thẳng. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái USB, và vị trí nó ghim USB ở đâu? Chắc chắn các bạn lưu ý giùm Vinh, đừng ghim USB vào cái vị trí nào mà nó có cái hình này. Cái hình này nó là cái hình của CarPlay, ghim và nó không có phản ứng gì hết á. Chúng ta thường thì với cái dòng xe mà CarPlay nằm ở trên á thì USB nó hay nằm ở cái chỗ này. Đó, cái dấu hiệu ở đây các bạn có thể thấy rõ ha. Hơi tối một xíu nhưng mà mong là các bạn có thể quan sát được, và chúng ta ghim vào thôi. Ở đây Vinh sẽ ghim USB vào cổng số 1 đi. Rồi, ghim USB vào cổng số 1 như thế này. Đó, và nó hiện xanh xanh lên, có nghĩa là chiếc xe đã đọc cái USB của mình rồi. Bây giờ mình sẽ vào cái mục media media. Và lúc này các bạn có nhớ Vinh nói ở chỗ này không? Xe đang kết nối Bluetooth nè, và chúng ta đẩy qua bên phải một cái, chúng ta thấy ngay lập tức là cái nguồn media, và chúng ta bấm chọn thôi. Hồi nãy Vinh ghim vào cái USB 1 từ đây, hiện lên là USB 1. Và chúng ta chỉ cần chọn qua thôi. Khi chúng ta chọn vào thì xe nó sẽ tự phát nhạc, và chúng ta sẽ tìm kiếm bằng các mục ở đây. Đó, tất cả các bài có trong USB. Mà các bạn sẽ tìm cái bài nào các bạn thích, ví dụ như là một bài như thế này. Đó, các bạn thấy không? Đó, chúng ta có thể tìm cái bài hát mà mình thích ở trong cái USB này. Đó, và chúng ta bấm chọn nghe, hoặc là chúng ta lướt qua bài ở trên Mercedes thì chúng ta lướt ở chỗ này, muốn cái này xuống. Đó, như
vậy là các bạn đã kết nối xong USB rồi. Và cùng Vinh nghe thử một số giai điệu cho nó vui vẻ trở lại ha. Ok, và bây giờ mục đầu tiên của chúng ta là chúng ta sẽ sử dụng điện thoại iPhone trên tất cả các dòng iPhone nào cũng được, chứ không phân biệt là điện thoại iPhone của các bạn sẽ là 11 hay 12 hay 10 hay 9 hay 8 gì thì không biết. Nhưng trên các cái thiết bị Apple có cái cổng kết nối là Lightning thì chúng ta có hai cách để kết nối với xe. Cách thứ nhất chúng ta sẽ thông qua Bluetooth, có nghĩa là kết nối không dây. Và cách thứ hai là chúng ta sẽ thông qua một cái cọng dây cáp gắn vào để chúng ta sử dụng cái thiết bị là Apple CarPlay ở trên xe Mercedes. Thì Apple CarPlay và Bluetooth khác nhau như thế nào? Với Bluetooth thì các bạn kết nối không dây, nhưng trong quá trình đó, ví dụ như là các mẫu xe như là C200 thì chúng ta có sạc không dây á. Sạc không dây nó ở vị trí này. Đó. Các bạn thấy mình để điện thoại vào khoang để mình để như thế này đi. Đó, các bạn sẽ thấy là sạc không dây. Báo mất pin. Rồi, có nghĩa là chúng ta đã sạc không dây. Nhưng mà cái sạc không dây trên xe này ấy, thì thật ra là một cái lượng volt nó rất là nhỏ thôi. Và nó đủ để duy trì cái lượng pin của chúng ta, hoặc là cùng lắm có tăng 1-2% gì đó, chứ không phải là sạc nhanh ha. Thì sạc không dây để phục vụ cho bạn kết nối Bluetooth, tránh bị hao pin. Và còn đặc trưng của cái việc mà các bạn kết nối với Apple CarPlay và sử dụng các tính năng thì cái điện thoại của các bạn á nó cũng sẽ được sạc pin và sạc rất là nhanh, sạc nhanh hơn nhiều so với sạc không dây chúng ta sử dụng Bluetooth ha. Thì chúng ta chỉ cần sử dụng một cái cáp Lightning như Vinh cầm trên tay thôi, mình để sẵn ở đây. Đó là Vinh phân tích sơ cho các bạn về điểm lợi và điểm hại. Và ngoài ra thì Vinh cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi của các quý khách hàng cũng như là những anh chị em đang quan tâm tới cái dòng xe của Mệt á. Là em thấy là mẫu xe cũng xe Đức ở bên kia, người ta có Apple CarPlay không dây, người ta đều sử dụng những cái, tại sao mà xe đi chậm với thời đại vậy, tại sao bây giờ lại xài có dây? Đó cũng là một cái thắc mắc rất là chính xác, đó là một cái trăn trở của nhiều người. Tại vì đối với chúng ta cái thời buổi hiện đại rồi thì có dây nó phiền phức, có nghĩa là ví dụ như các bạn có một cọng dây nhỏ thì đôi lúc lại bất tiện, nhưng cọng dây đôi khi quá dài như thế này thì cũng bất tiện nốt. Vậy tại sao mà ông Mercedes ổng lại giữ cái thiết kế là có dây ở trên xe? Thì quay lại cái lúc nãy Vinh nói rồi, chúng ta sạc không dây, không có sạc nhanh. Và ví dụ như nếu các bạn chỉ sử dụng xe để đi lại, đi làm trong thành phố, khu vực gần, mỗi ngày đi vài ba chục cây số, thì cái câu chuyện có dây hay không dây ở đây là chắc chắn không dây nó có lợi hơn. Nhưng mà nếu các bạn sử dụng xe ô tô đi một hành trình dài, từ đây cho tới, ví dụ như từ thành phố Hồ Chí Minh đi tới Nha Trang, tầm 10 tiếng đồng hồ, thì các bạn có chắc rằng là không dây sẽ có lợi hơn hay không? Đó là ở cái mức sạc khi chúng ta sử dụng. Và khi chúng ta sử dụng Apple CarPlay, chúng ta ghim dây vào, coi như chúng ta không cần sử dụng tới điện thoại nữa, và chúng ta chỉ chỉnh nó trên màn hình thôi. Còn chỉnh như thế nào thì đi với Vinh vào phần thực tế nhé. Nãy giờ là Vinh đang giải thích và so sánh cho các bạn biết, một là về kết nối Bluetooth, hai là về kết nối Apple CarPlay bằng dây Lightning của điện thoại iPhone, và ba là tại sao tới bây giờ Mercedes vẫn sử dụng dây cho kết nối Apple CarPlay mà họ không sử dụng không dây. Vì đó là cái bộ sạc nhanh của chúng ta không đủ mạnh để sạc được một cái điện thoại 3.000, 4.000 mAh nhanh. Nó phục vụ tốt cho các bạn khi chúng ta sử dụng đường dài. Đó là mục đích của nó. Còn bây giờ đến với phần đầu tiên là kết nối thông qua
và Bluetooth nha. Vâng, thông qua cái video hướng dẫn lần này thì mong là chắc là một trong số chúng ta đã biết cách kết nối điện thoại iPhone với Bluetooth ở trên xe Mercedes, cũng như là kết nối các thiết bị có dây để sử dụng các Apple CarPlay ở trên xe. Đây là video dành riêng cho điện thoại iPhone ha. Mình sẽ làm cho các hệ điều hành Samsung hoặc là Android vào cái video tiếp theo. Và cách thứ ba là chúng ta kết nối xe với thiết bị USB để phát nhạc. Đó là tất cả có gì, những gì có trong video lần này. Và Vinh luôn sẵn sàng nhận tất cả các câu hỏi của các bạn và các tính năng ở trên xe Mercedes mà Vinh có thể hướng dẫn và hỗ trợ cho các bạn, giúp cho các bạn sử dụng xe tốt hơn. Thì các bạn hãy bình luận cho Vinh ở phần bên dưới video. Mình sẽ làm từng clip tiếp theo theo nhu cầu của các bạn để giải thích sao cho các bạn dễ dàng sử dụng xe nhất. Còn lần này thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo đến từ kênh Quốc Vinh Ô Tô. Và đừng quên bấm thích, chia sẻ cũng như like video này để giúp Vinh có thêm động lực để làm những video hay hơn cho các bạn xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.